Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động giãn cách, tuy nhiên rất nhiều người đã lợi dụng điều này để vụ lợi cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch, đi ngược với nỗ lực của toàn xã hội. Giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ không chỉ xuất phát từ những chiến lược chống dịch, mà điều quan trọng nhất là được xây dựng từ ý thức của mỗi một người dân. Chia sẻ khó khăn với bà con nông dân, mấy ngày gần đây những chiến sĩ công an cơ sở đã xuống đồng gặt lúa hay tìm kiếm nguồn tiêu thụ nông sản cho bà con. Hành động đẹp tô thắm thêm hình ảnh, nhân văn của lực lượng công an nhân dân. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Đà Nẵng, đến dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Hội thảo lần này nhằm đánh giá đúng tình hình phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp, báo cáo Ban Bí thư nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đảng, công tác chính trị trong công an nhân dân, làm cơ sở phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an tỉnh, thành phố. Sau 8 ngày hoạt động, 30 container bán hàng bình ổn giá của công an thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động theo đúng như kế hoạch ban đầu. Toàn bộ cơ sở vật chất đã được bàn giao cho Sở Công Thương để tiếp tục phục vụ nhân dân. Sáng ngày 6 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã có buổi kiểm tra thực tế công tác bàn giao và đưa vào hoạt động của các container bán hàng. Khi tiếp nhận các điểm bán hàng của công an thành phố, doanh nghiệp sẽ chủ động các nguồn hàng, đưa đến các điểm bán để phân phối cho các ban điều hành địa phương và người dân. Hiện 22 điểm bán hàng tại 4 quận gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ đã đi vào hoạt động. Thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ mỗi ngày, cung ứng các mặt hàng như gạo, mì tôm, thịt heo, gà, vịt, cá tươi, trứng gà, rau xanh, củ quả, gia vị, v.v. Sở Công Thương thành phố cho biết đã huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và các địa phương trong việc bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa điểm bán hàng. Sự hỗ trợ của Công an thành phố đảm bảo kịp thời vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến tay người dân trong thời gian nhanh nhất với mức giá bình ổn. Cũng từ sau hoạt động bán hàng, 2.000 xuất quà do Công an thành phố Đà Nẵng chuẩn bị là những nhu yếu phẩm đã được bàn giao cho Công an 56 xã phường trên toàn thành phố để gửi tặng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng giao cho Công an các địa phương chủ trì khảo sát, lập danh sách những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gửi tặng món quà trị giá khoảng 500.000 đồng mỗi suất. Ngay trong những ngày cuối tuần vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cùng các đồng chí Phó Giám đốc đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi tặng quà cho các hộ gia đình. Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo Công an thành phố đã động viên tinh thần, chia sẻ với những khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các cá nhân về công tác của lực lượng công an cơ sở trong phòng chống dịch. Giám đốc Công an thành phố cũng ủy quyền cho Công an các phường tổ chức đến tận nhà thăm hỏi động viên và kịp thời tặng quà, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân khu vực. Sáng ngày 9 tháng 9, Công an thành phố tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân và triển khai phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch. Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thông báo số định danh công dân, rà soát, xóa công dân trùng thông tin, thực hiện đăng ký lưu trú trên dịch vụ công.
Đặc biệt với việc triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư sẽ giúp lực lượng công an thống kê chính xác tình hình công dân ra vào vùng dịch, phục vụ công tác truy vết. Đồng thời, thông tin này sẽ được thông báo về cấp phường xã, nơi công dân đi đến để quản lý đúng thông tin và con người thực tế. Qua đó, truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất, giúp tiết kiệm chi phí phòng chống dịch. Trong tuần, tổ tuần tra của Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê phát hiện Nguyễn Lợi, 35 tuổi, trú tại địa phương, điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng Lợi vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy, không chấp hành, buộc tổ công tác phải chặn đầu xe. Khi được yêu cầu về trụ sở để lập biên bản, Lợi ngoan cố không chấp hành và có hành vi chửi bới, lăng mạ, chống người thi hành công vụ. Tổ tuần tra phòng chống COVID-19 phường đã khống chế, áp tải Lợi về trụ sở và lập biên bản xử phạt hành chính gần 10 triệu đồng. Sáng ngày 9 tháng 9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bắt giam Nguyễn Bình Hưng, 26 tuổi, trú quận Liên Chiểu, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều ngày 5 tháng 9, tổ công tác COVID-19 của phường Hòa Hiệp Nam đang làm nhiệm vụ hỗ trợ các công nhân gặp khó khăn ở khu đô thị Ecotram thì bị Hưng cầm cuốc ra đe dọa đuổi đánh. Lúc này, một cán bộ công an phường Hòa Hiệp Nam vào cuộc can ngăn thì Hưng tiếp tục trở vào nhà, lấy sẵng truy đuổi tổ công tác. Hậu quả, nữ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường té ngã, bị thương nhẹ. Cho đến khi công an phường huy động tổ công tác đến hiện trường mới khống chế bắt giữ được Hưng. Tại cơ quan công an, Hưng cho biết do say xỉn và trước đó có mâu thuẫn với chị gái trong gia đình nên không kiểm soát được hành vi mới hành xử như trên. Các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc ra đường của người dân, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm, công bố công khai minh bạch các vụ việc xử phạt trên báo chí để răn đe, giáo dục chung. Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố trong giai đoạn chống dịch hiện nay. Thực tế, lợi dụng việc thành phố nới lỏng một số hoạt động thiết yếu, rất nhiều người dân đã hiểu chưa đúng hoặc cố tình vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Người đàn ông này bị lực lượng 911 phát hiện ra đường khi không có việc cần thiết. Khi bị mời vào làm việc, người này đã khẳng định mình là nhân viên cây xăng nên được cấp giấy đi đường. Tuy nhiên qua kiểm tra, công an phát hiện người này đang đi giao thực phẩm là thịt vịt cho vợ. Trước chứng cứ không thể chối cãi, ông đã ký vào biên bản xử lý vi phạm. Hiện nay tình trạng người dân lợi dụng công việc của mình để ra đường, lợi dụng mượn thẻ đi đường và các băng của tổ phòng chống Covid cộng đồng để phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân như đi ship cấp hàng. Thì đối với những trường hợp này thì khi tổ công tác phát hiện thì thường rất tự tin và tranh cãi quyết liệt với tổ công tác. Đà Nẵng phân chia về quy định giãn cách theo màu sắc của từng vùng, nhưng không đồng nghĩa với việc người dân ở các vùng vàng và xanh được thoải mái ra khỏi nhà. Là địa bàn vùng xanh, Công an phường Nam Dương đã tích cực xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách. Một tổ trực ban của Công an phường thường xuyên giám sát hệ thống camera an ninh. Bất kỳ trường hợp nào ra ngoài không cần thiết đều bị nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ bị lập biên bản xử lý. Cái hệ thống camera chúng tôi cũng thường xuyên giám sát và từ cái cơ sở từ cơ quan để mà khi mà người dân nào mà có cái đi ra ngoài hay này kia là kịp thời là súng để mà xử lý nghiêm. Trong khi đó, ở một số vùng đỏ của quận Hải Châu, biện pháp giám sát người ra khỏi nhà bằng máy bay không người lái Flycam đang được triển khai hiệu quả. Tính đến nay, hệ thống này đã ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm của người dân, từ đó làm căn cứ xử phạt. Đây là cái hình thức mà chúng tôi cho là hết sức là hiệu quả. Qua đó đã phát hiện nhiều cái trường hợp ra đường, nói chuyện, tập thể dục. Do vậy là khi có hình ảnh đó thì chúng tôi đã đưa cho đồng chí chủ tịch phường, chuyển cho các tổ giám sát để xuống xử lý. Thêm một vấn nạn nhức nhối hiện nay đang được cơ quan công an tăng cường xử lý, đó là đăng tải lên mạng xã hội những tin giả bịa đặt gây hoang mang dư luận. Mới đây nhất, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 7,5 triệu đồng một thanh niên 31 tuổi trú quận Cẩm Lệ đã đăng tải thông tin vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Các đối tượng thì có những đối tượng rất là mưu mô, chúng lập ra những cái nick giả, những cái nick ảo để tung ra cái tin. Thì với những cái nick ảo đó thì trong quá trình là xác minh là rất là khó khăn và chúng tôi thì đã rà soát ở hiện được trên 20 trường hợp. Mỗi ngày, các chốt kiểm soát của lực lượng công an đã phát hiện và ngăn chặn hàng chục các trường hợp vi phạm, cố tình tìm cách lách luật để được đi ra ngoài với mục đích cá nhân. Cùng với những nỗ lực kiểm tra, giám sát và quyết liệt xử phạt để răn đe,
của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa đối với sức khỏe cộng đồng, luôn tuân thủ và xem quy tắc 5K là lá chắn thép để phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tuần thực hiện chiến lược chống dịch ai ở đâu thì ở đó, thành phố Đà Nẵng cơ bản đã khống chế được dịch bệnh. Thành phố cũng đã có đủ cơ sở để phân vùng quản lý theo 3 cấp độ, vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh, với những quy định giãn cách riêng. Để mau chóng trở lại cuộc sống bình thường, số vùng xanh phải được tăng lên mỗi ngày. Trong khi đó, những khu vực đang là vùng xanh đòi hỏi phải tăng cường nghiêm ngặt các biện pháp quản lý, bảo vệ. Ghi nhận tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn là một trong những phường xanh của thành phố. Mặc dù được nới lỏng một vài hoạt động, nhưng người dân ở đây vẫn giữ thói quen hạn chế ra đường, chỉ đi mua hàng tạp hóa và nhờ tổ Covid cộng đồng mua những lương thực thực phẩm thiết yếu. Những người dân lạ tới mua thuốc, mình phải hỏi họ ở đâu, và nếu không đúng theo vùng xanh của mình thì mình không bán. Để liên còn cần thiết thì người ta liên hệ với y tế gần địa phương. Người dân ở vùng lân cận như là vùng Quảng Nam thì gửi đồ ăn thức uống cho người dân, tuy là thông qua các cái tổ cộng đồng, thông qua chính quyền địa phương, nhưng mà cũng ít nhiều tiềm ẩn cái rủi ro lây lan dịch bệnh. Chỗ trực chốt là quán triệt thực hiện nghiêm cái công tác trực chốt để giải quyết vừa hài hòa cái quyền lợi của người dân cũng như là đảm bảo về công tác phòng chống dịch. Bằng việc triển khai 8 chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào như thế này, công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang cùng chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực tăng cường nhiều biện pháp để phủ xanh vùng vàng. Đây cũng là mục tiêu hướng đến thực hiện và tham gia phát động phong trào thi đua, tạo động lực cho người dân tham gia bảo vệ, mở rộng vùng xanh từ những hành động thiết thực. Là tự lo phòng của bản thân, rồi gia đình là tự cách ly với hàng xóm, rồi không tiếp xúc theo ở chỗ cô là cô thấy đứa. Khi các người dân mà đi ra hoặc vào cửa thông thì chúng ta kiểm tra các mã code, đồng thời là tuyên truyền cho người dân biết là nên đi và đánh một con đường cụ thể, chứ không được ghé những nơi không cần thiết. Đồng thời cái lực lượng chúng ta được là cũng thường xuyên tuần tra, nếu phát hiện đi tới những nơi không thiết thì chúng ta sẽ xử lý. Xây dựng vùng xanh đã khó, giữ cho được vùng xanh lại càng khó hơn. Chìa khóa bảo vệ hiệu quả nhất vùng xanh lúc này chính là sự ý thức của người dân. Nếu mỗi người dân đều nêu cao tinh thần chống dịch thì thành phố sẽ sớm trở lại nhịp sống như bình thường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm thành phố Đà Nẵng thực hiện phương châm chống dịch ai ở đâu thì ở đó cũng là lúc những cánh đồng lúa, vườn rau của bà con nông dân huyện Hòa Vang đến mùa thu hoạch. Để bà con yên tâm ở nhà chống dịch, chính quyền địa phương đã kêu gọi sức trẻ của đoàn viên thanh niên, trong đó có màu áo xanh của lực lượng công an cơ sở tham gia giúp dân. Không quản ngại vất vả, những chiến sĩ công an đã thu xếp công tác chuyên môn, sắn quần áo, trở thành những người nông dân thực thụ. Những cánh đồng lúa của bà con xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã chín vàng tới vụ thu hoạch. Thay vì trực tiếp ra đồng, toàn bộ công việc này được bàn giao cho chính quyền thực hiện. Từ thu hoạch đến vận chuyển đều được làm nhanh gọn, giao tới tận nơi nhà nông dân. Và trên những cánh đồng thơm mùa lúa chín, những chiến sĩ công an đang cần mẫn làm nhiệm vụ. Với họ, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm với công việc này. Đối với những hộ mà nhân dân mà có những người lớn tuổi, thì con là hiện tại là không về được với gia đình, thì anh em sẽ tạo điều kiện là xuống phục vụ cho bà con nông dân từ lúc mà vận chuyển thu hoạch đến khi vận chuyển về nhà và tổ chức là phơi lúa cho bà con nông dân. Còn niềm vui của bà con nông dân xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang trong những ngày này là được công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đến tận vườn nhà thu mua rau màu, tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Niềm vui ấy còn được nhân đôi khi 3 tấn rau xanh này lại được công an phường mang về gửi tặng cho bà con phường nhà. Rất cảm ơn. Và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và cảm ơn, thực sự cảm ơn các chiến sĩ công an đã làm một cái mô hình gọi là phủ xanh cái vùng vàng của Thanh Khê Tây mình, và rất là cảm ơn rất là nhiều. Với những bó rau xanh như thế này là chúng tôi cũng mong muốn rằng mình gửi một cái thông điệp rằng lấy xanh để phủ vàng, và mong muốn rằng cán bộ nhân dân của phường Thanh Khê Tây thực hiện tốt
trong công tác phòng chống dịch. Chẳng quản nắng gắt hay mưa dông, những chiến sĩ công an xã, công an phường vẫn lao vào công việc giúp đỡ nhân dân mà không hề nao núng. Với họ, chỉ sự an toàn và bình yên của nhân dân trong mùa đại dịch mới thực sự là niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Những hình ảnh đẹp của lực lượng công an cơ sở giúp dân đã khép lại chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.